tròn một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sau lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích người kiệm lời, người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tắt chuông điện thoại. Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi. Trả lời đi hướng nước hoa thơ mùi gì lên giữa chúng ta. Em cho anh con tim sao anh trao cho em. Oh,
về nhà nhớ làm bài tập cho cô nha. Trường mấy đứa học sinh vẫn cứ hay thường tranh giành nhau gói mì tôm. Chua chua lại cay thêm muối thêm hành, sinh viên thời ấy. Lối.